ngành nghỉ phải thử ngay 7 mẹo thần thánh này để chồng bạn ngạc nhiên tột độ về sự lột xác không ngờ của vợ. Quý vị thân mến, nhu cầu tình dục dường như là bản năng của mỗi người, không phân biệt nam giới hay nữ giới. Trong thời đại này thì phụ nữ đã chủ động hơn trong việc kích thích ham muốn của đàn ông. Và việc khơi gợi đối phương để tạo ra những cảm giác bùng cháy đột phá là điều vô cùng thú vị. Nhưng vấn đề là làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ cơ thể như một phương tiện thả mồi bắt cá. Đây mới là lúc bạn phát huy hết khả năng quyến rũ của mình. Có thể bạn không xinh xuất sắc, body chẳng hề nóng bỏng, thế nhưng chỉ một chút nghệ thuật chăn dắt, bạn sẽ khiến chàng nghiện mình không rời. Thực tế là có nhiều cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện mong muốn của bạn. Đầu tiên, đó là nụ cười khiêu khích và mời gọi. Đối với bất cứ ai, nụ cười có tác động rất mạnh mẽ. Nhưng bạn có biết nụ cười kiểu nào sẽ hấp dẫn nhất không? Đó là nụ cười từ đôi mắt, chứ không chỉ dừng lại ở sự di chuyển của khóe miệng. Với một nụ cười của người phụ nữ chân thành, đàn ông sẽ biết rằng bạn rất hào hứng, tình yêu dành cho anh ấy chất chứa trong ánh mắt. Đó là nụ cười mang tất cả cái hồn của sự khao khát, rất tự nhiên và có chút nhiệt thành. Hãy trao cho anh ấy một nụ cười gợi cảm, như thể trên môi bạn đang hiện lên 4 chữ: đến bên em đi. Thứ hai là chạm nhẹ hời hợt một cách tinh tế. Đừng nghĩ cứ phải ôm hôn hay là động chạm những chỗ nhạy cảm mới tạo được cảm giác kích thích. Hãy cho anh ấy thấy sự bí ẩn từ bạn. Khi một người muốn từ từ khám phá mà bạn đưa anh ta đến thẳng đích thì còn gì là thú vị. Cố tình chạm nhẹ vào cánh tay anh ấy, hoặc một kiểu khều vào đầu gối, bàn chân anh ấy một cách vô tình dưới gầm bàn. Kết hợp ánh mắt lẫn nụ cười là phương pháp rất hiệu quả. Hoặc bạn có thể bước đến từ đằng sau, đặt một tay lên vai anh ấy, rồi ghé tai thở nhẹ để người đàn ông nghe thấy tiếng lòng của bạn. Trên thực tế, chỉ cần thực hiện một phương pháp tinh tế kiểu nhẹ nhàng và truyền đạt cảm xúc lịch sự sẽ khiến đối tác có nhiều hứng khởi hơn là yêu cầu một cách thô thiển. Thứ ba là nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương không chớp. Khi hai bạn chỉ còn một mình, hãy nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy với những khao khát mãnh liệt. Đừng sợ run rẩy hay sợ hãi bị đối phương đánh giá. Sau một ánh mắt gợi cảm, hãy cố gắng giảm nhiệt và hơi hé môi ra. Đây là một động tác gợi cảm khác. Hãy cho anh ấy biết rằng ham muốn của bạn đang dần tăng lên. Nhiều phụ nữ có một cái nhìn bối rối trước khi đạt cực khoái. Điều này khiến đàn ông cảm thấy rất gợi cảm. Trước khi quan hệ, họ cũng có thể toát ra những cảm giác bối rối này. Tiếp theo là sử dụng đôi môi. Sử dụng môi để trêu chọc một người đàn ông thực sự là một trò chơi thú vị. Hãy bắt đầu với màu son mà bạn thấy tự tin nhất. Màu đỏ có thể được sử dụng để truyền đạt sự đam mê nóng bỏng. Tất nhiên bạn cũng có thể chọn một màu mà bạn cảm thấy thoải mái, miễn là đừng quá lố. Tiếp theo, hãy liếm nhẹ môi dưới. Đó là cách rất gợi cảm và khiêu khích đối với đàn ông. Sau đó bạn cũng có thể từ từ liếm môi và mỉm cười với anh ấy. Nhưng lưu ý đừng biểu hiện thái quá, nếu không sẽ phản tác dụng. Một lưu ý nữa đó là hãy trêu chọc bằng tóc. Phụ nữ có tóc dài cũng là một tài nguyên tuyệt vời để tạo vẻ quyến rũ. Bạn có thể vuốt tóc và nhìn chằm chằm vào anh ta, đồng thời sử dụng ngón tay của mình để thực hiện các động tác xoắn tóc theo lọn. Hãy nũng nịu như một cô gái nhỏ. Một cách nữa đó là nhẹ nhàng chải môi, cằm và tai anh ấy bằng ngọn tóc của bạn. Sự ngứa ngáy này có thể kích thích ham muốn tình dục của người đàn ông. Tiếp theo là sử dụng nét mặt. Khuôn mặt của chúng ta biểu cảm và giao tiếp nhiều hơn bằng giọng nói. Vì vậy nếu phụ nữ muốn mở lời, hãy sử dụng biểu cảm của khuôn mặt để nói với anh ấy những gì bạn nghĩ. Trước hết chỉ đơn giản là biểu đạt rằng bạn đang chú ý đến những gì anh ấy nói. Thỉnh thoảng gật đầu hoặc nghiêng đầu sang một bên trong suốt cuộc trò chuyện. Điều này cho thấy sự tin tưởng của bạn dành cho anh ấy. Thể hiện sự ngưỡng mộ của bạn đối với chàng bằng một biểu hiện rõ rệt sẽ khiến một người đàn ông tự tin bộc lộ phần nam tính hơn. Hoặc một cách khác là sử dụng âm thanh. Ngôn ngữ cơ thể có thể khiến cho đàn ông bộc lộ cảm xúc với bạn một cách hiệu quả nhất. Thế nhưng sự phá vỡ phương pháp giao tiếp của chúng ta là ngôn ngữ cơ thể. Do đó đừng quên tầm quan trọng của âm vực, không phải để tăng âm mà để làm cho nó mềm hơn, chậm rãi hơn. Những câu thì thầm đủ nghe như rót vào tai, có lúc khiến đàn ông nổi da gà đấy nhá. Lúc này thì hãy biến thành nàng thỏ trắng ngọt ngào đáng yêu, sẵn sàng làm đàn ông tan chảy. Đừng nói chuyện ấy là bản năng, cái gì cũng phải học hết chị em ạ. Tình yêu và hôn nhân luôn phải xây dựng từ hai phía, bao gồm cả tình dục. Đừng ngại chủ động gạ gẫm, bạn sẽ khiến anh ấy yêu thêm và nghiện bạn nhiều hơn đấy.